Hello Khánh Linh. Nào, con bật camera lên nào. How are you I'm good today. today? Very good. Hôm qua con phải đi học gì về muộn thế à, Khánh Linh? Tại hôm qua thấy mẹ nhắn là con đi học chưa về, về muộn đấy, khổ thân. Ok, nào, mình sẽ học tiếp nha con nhá. Hôm trước thì mình đã học đến đây rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo nào. Nào, cô cho Khánh Linh 1 phút để ổn định việc học nhá. Cái đang tìm cái gì ấy? Nào. Được chưa? Xong chưa? Con xong chưa Khánh Linh ơi? Khánh Linh ơi, con nghe thấy cô không nhỉ? Con có nghe thấy cô không? Ok, nào bắt đầu học nhá. Nào, tiếp theo này. Sử dụng từ but, so, because and although to complete the sentences. Bài tập này thì sẽ yêu cầu con là điền một trong bốn từ này vào chỗ trống, đúng, được chưa? Chúng ta sẽ có từ best. Best có nghĩa là gì ạ, Khánh Linh? Ừ, đúng rồi. Có nghĩa là gì? Là nhưng, là tuy nhiên nhá. Tiếp tục câu hỏi tiếp này. Sâu có nghĩa là gì con? Có nghĩa là Sâu có nghĩa nên. Tiếp theo, because có nghĩa là gì? có Although có nghĩa là gì? Là mặc dù, được chưa? Mặc dù, được chưa? Nào, con viết nghĩa của bốn từ này. Con viết nghĩa của bốn từ này vào vở cho cô đã. Viết đi con. Viết bốn từ này vào vở cho cô. Đây là quan trọng nhá. Đây là vở thuộc bắt buộc vào của cô ấy nhá.
Cô không biết sao vậy. Ok, rất là tốt. Vậy thì bây giờ con sẽ vận dụng cái đó để con điền từ đúng vào chỗ trống cho cô, được chưa? Lưu ý để điền từ được thì phải dịch xem cái câu đấy là ám chỉ nghĩa đối lập. Nghĩa đối lập thì con sẽ sử dụng từ best. Nếu chỉ nguyên nhân kết quả thì nếu mà là nguyên nhân thì con sẽ sử dụng là về nguyên nhân thì sẽ sử dụng because, về kết quả thì con sẽ sử dụng là so. Được chưa? Nếu mà câu đấy có nghĩa là mặc dù, được chưa? Mặc dù những cái gì đó, ví dụ mặc dù anh ta bị ốm nhưng anh ta vẫn đi học, được chưa? Thì con sẽ sử dụng từ although. Có hiểu không anh Linh? Ừ, áp dụng bài tập cho cô làm đi con.
tăng tốc độ làm đi con. Còn nó cô năm rồi, cố lên. Ok, cô chơi bài nhá. My sister. Con ơi, nhưng thiếu này. Bởi vì từ and con biết rồi nên là cô không nói nữa. Nhưng mà ở đây có từ and mà. And có nghĩa là và đúng không? Vậy thì câu số 1, both ở đây có nghĩa là cả. Được chưa? Both my sister and I. Được chưa? Dream of becoming a TV MC. Cả chị tôi và tôi thì đều ước mơ trở thành một một người dẫn chương trình trên TV. Được chưa? Thế nên con sẽ ghi thêm cái này cho cô. Both chấm 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 and chấm 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 có nghĩa là cả. Được chưa? Cả hai cái gì và cái gì? Cái gì hả? Cái gì và cái gì? Được chưa? Nào con nhiều vở cái này cho cô đã. Ghi đi. Both and ấy. Ghi cái đấy vào con. Ghi nhanh vào vở cho cô nào. Có hiểu không đã Khánh Linh? Con có hiểu không? Hiểu không ta? Cô không nghe thấy. Cô biết đi. Nào, xong chưa con? Rồi. Ok, tiếp tục nhá. Câu số 2 này. My sister is good at school, but I'm not. Mèo có biết bé không mèo ơi? Được chưa? Vậy thì con ơi sao con xóa cô ba đi đấy? Ok, cô thấy lại rồi. But, chính xác. Chị tôi thì học giỏi ở trường, nhưng mà tôi thì không. Câu số 3 là although, chính xác. Viết hoa chữ cái đầu tiên nhá. Khánh Linh nhớ chưa con? Although we tried our best, we didn't win the game. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà chúng tôi cũng không thể chiến thắng được cái trò chơi. Câu số 4, Peter stayed home because he was ill. Chính xác. I'm tired, so I will go to bed early. Chính xác. Tốt rồi. Ok, giỏi. Tiếp tục nhá. Now, match the beginnings with the endings. Trong bài tập này thì chúng ta sẽ có một câu gồm hai vế. Con sẽ nối cái vế đúng, hai vế đúng tạo để tạo thành một cái câu đúng cho cô. Có hiểu không con? Anh Linh, Có ạ. nào, làm cho cô nối hai vế của một câu sao cho đúng. Được chưa? Nối đi.
Cô chữ được chưa Khánh Linh? Ok, nào chữa nhá. Nào, câu số 1 là C, sai mất rồi. Watching TV too much is not good because it hurts your eyes. Bởi vì nó sẽ làm đau mắt của con, là đáp án C. Chứ không phải là đáp án E nhá. Watching too much TV is not good and sometimes we play sports. Câu này sai rồi. Đây phải là vế nguyên nhân kết quả. Câu số 2, A, cũng sai. I will get up early tomorrow. Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai. Phải là đáp án A. So I can be at the stadium in time. Nên là tôi có thể ở cái chỗ sân vận động đó đúng giờ. Hay là A chứ. Tại sao lại là C được? Tôi sẽ dậy sớm vào sáng mai bởi vì là mắt bị đau á. Nó sẽ làm đau mắt bạn á. Thì có nghĩa gì hả con? Tập trung vào nhìn lên trên màn hình Khánh Linh ơi. Sai sai những cái vớ vẩn như này. Nào dịch cho cô câu số 3. Câu ba là Sometimes we read books có nghĩa là gì? Mà cứ ngồi học cứ nhìn đi đâu ấy. Sometimes we read books có nghĩa là gì? Cái gì? Có nghĩa là gì? có nghĩa là Đôi khi tôi đọc sách thì nó phải là đáp án E. ok. Và thỉnh thoảng thì chúng tôi chơi thể thao. And sometimes we play sports too. Để camera thấp xuống. Câu số 4. My little brother can color a picture, but he cannot draw. Câu này thì đúng. Em trai nhỏ của tôi thì không biết tô tranh, nhưng mà có thể tô màu bức tranh nhưng mà anh ta không biết vẽ, but he cannot draw. Câu số 5. Although I prefer going out thì nó phải là đáp án D chứ. À, có đúng. She stayed home. Mặc dù là An không thích đi ra ngoài hơn nhưng mà cô ấy đã ở nhà. Được chưa? Hai câu cuối khó thì lại đúng, ba câu đầu thì lại sai, rất là vớ vẩn. Làm bài cẩn thận nhớ chưa Khánh Linh? Nhìn vào màn hình ấy, không phải là nhìn 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 đi đâu ấy nhá, không là cô bắt chép lại đấy nhá. Nào thoát ra vào lại cho cô.